Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu anh em ơi. Ok, hôm nay thì mình sẽ nói về cái gói nạp đầu mới anh em. Gói nạp đầu mới thì nó vừa mới reset lại luôn nè anh em ạ. Hôm nay để mình xem thử nó reset lại nó có những cái món quà mới gì đây để mình xem thử. Cái ngày đầu tiên nếu anh em nạp 300 kim cương thì anh em 300 kim cương tương đương với lại 50k đó anh em ạ. Đó, thì anh em sẽ nhận được 2000 bia, 3000 ngọc với lại 6 cái bản đồ bí ẩn. Đó. Còn ở cái mốc khoan, mình xem hết cái mốc 300 kim cương hồi trước đi. Ngày thứ hai anh em sẽ nhận được 2500 bia, thêm 6000 cái cổ ngọc với lại 3000 cái SP trận pháp nữa anh em à. Còn cái ngày thứ ba là 8500 cái đá đột phá, 150 cái đá truyền thuyết với lại 100 cái đá đúc 7 màu. Đó, cũng được anh em. Nhưng mà mình thấy hình như là không nhớ là cái đợt trước là quà là cái gì, nhưng mà ở cái mốc 50k như vậy cũng ok, 3 ngày anh em à. Còn cái mốc 100k là 600 kim cương anh em. Để mình xem thử. Cái ngày đầu tiên là anh em sẽ nhận được 9000 ngọc, 5000 cái bùi SP trận pháp và lại 30 cái thiên mộ lệnh vàng. Đây cũng êm. Còn cái ngày thứ hai là 6000 cái SP hình xăm, 200 cái đá đúc thiên phẩm với lại 2000 cái bùa thiên mộ lệnh bạc. Đó, cũng khá là êm ha. Không biết là giống như cái đợt trước đó. Ủa, cái ngày thứ ba cũng được thêm 30 cái thiên mộ lệnh bạc anh em, 10 cái bản đồ bí ẩn luôn nè. Còn thêm 100 cái đá đúc, cái đá tinh luyện đó, 100 cái đá tinh luyện đó nè. Đó cũng. Ủa, sau cái ngày thứ cái mốc 200k mà sao chỉ có 75.000 cái đá tinh luyện của ta. Bèo hơn so với cái ngày thứ hai luôn nè mà. Bèo hơn so với cái mốc 600 kim cương nữa. Đây, mốc 600 cái này phải đáng ra phải 175k nó sẽ hợp lý hơn anh em. 175k hay là 200k gì đó nó sẽ ok hơn, tại vì cái này cái mốc 200k mà anh em 1200 kim cương nè. Đó, 15 cái bản đồ bí ẩn là hợp lý nè, 12000 cái đá đột phá cũng hợp lý luôn. Còn cái đá tinh luyện này mình nghĩ nên cho 175k nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Rồi tới cái ngày thứ hai là anh em sẽ nhận được 18000 cái đá đột phá, 14000 cổ ngọc với lại 1200 cái bùa rèn siêu cấp. Còn cái ngày thứ ba để mình xem thử, 500.000 cái hồn tăng sao tướng, 8.000 cái bùa SP trận pháp với lại 6 con email. Sao đợt này nó lại cho email ta? Hay là để cho anh em thức tỉnh email này kia nó thuận tiện hơn. Cho 6 con email thay vì như vậy thôi, cho 6 bản đồ bí ẩn luôn đi. Tại vì mình mở cái bản đồ bí ẩn nó ra có con email mà anh em. Thay vì 6 con email mình nghĩ là nên cho đây nè. Đây, mấy bản đồ bí ẩn phía trước mình mở ra email đầy hết rồi. Thay vì cho 6 email thôi, cho 6 Sabo hay là 6 Sanji hoặc là 6 Katakugi luôn đi. Đấy, có vẻ như là nó sẽ ngon hơn, gọi là 6 con giáp cũng được anh em à. Đó, những con tướng nào thay vì cho như vậy thì mình nghĩ là nên cho những cái con tướng nào mà mình không có mở ra được ở trong cái bản đồ bí ẩn thì nó sẽ hợp lý hơn anh em, hợp lý hơn rất nhiều. Hôm nay thì không có sự kiện nạp siêu cấp nữa anh em à. Sự kiện nạp hôm nay để mình xem thử cái shop nạp hôm nay nó có những cái gì đây. Quà ưu đãi hôm nay thì nó cũng giống như hệt như hôm qua, có cái ngoại trang Sanji đầu tiên à, mấy cái gói trái ác quỷ, cái ngọc để mà đổi trang bị Kaido. Ủa, vẫn còn bán cái đá cống hiến đó nè. Trời, 2500 đá mà được 2500 kim cương mà chỉ được có 3000 đá lên đây mà khá mắc ha. Hôm bữa mình cống hiến 10 mấy k đá xong cái tự nhiên cái nó bảo là server này không có bị lỗi bot, rồi mắc luôn hết 10 mấy ngàn đá xong phim. Lâu lâu mình mới đóng góp một lần mà bay luôn cái sự kiện. Đây, sau khi mình chơi xong sau khi mình chơi xong cái vòng quay vô tận thì mình sẽ đã được 51.000 bia đó em mà. Mình đã lên được 51.000 bia rồi. Hôm kia là mình sạch sẽ bia, mình không còn miếng bia nào hết, mình xả để mà mình đạt được cái mốc 10.600 anh em, 10.600 cái bia 13. Đó, thì bây giờ mình đang 10.013 nè, 313 rồi đó. Bây giờ mình còn 300 bi nữa, bây giờ mình sẽ xả hết luôn. Và mình sẽ cho anh em xem thử là sau khi mà mình xả hết 10.613 cái bi số 13 thì mình sẽ được bao nhiêu cái bi số 14 nha anh em. Và này mấy anh em họ nổ hũ tóm qua, mình ngồi mình quay mà mấy anh em kêu nổ hũ liên tiếp anh em. Cứ lên trăm mấy ngàn là tuột xuống còn 60 mấy ngàn đó, cứ trăm mấy ngàn là tuột xuống, trăm mấy ngàn là tuột xuống, anh em nổ hũ liên tiếp luôn. Hôm qua được cái nó hơi bị lắc anh em, quay tới nửa đêm nó mới bắt đầu nó hết lắc. Tối qua tới khuya mới bắt đầu quay, nó bắt đầu im được. Còn bình thường ban ngày clip vô xong nó sẽ hiện cái hàng chữ phải chờ chút xíu sao rồi anh em mới có thể là quay tiếp được, hơi tốn thời gian. Nguyên ngày hôm qua là nói chung là chẳng quay được gì hết anh em ạ. Tới tối mình mới bắt đầu mình quay mình xả. Đây, nguyên một ngày hôm qua xả mới hết được 10.000 mấy cái quả bi này anh em. Đó, anh em phải canh nữa. Bây giờ mình sợ mình sẽ không có đủ đó, mình có thể là chơi full cái sự kiện thâu tóm đợt này đó anh em. Hiện tại bây giờ mình đã thôi mình cho anh em xem thử luôn, 10.300 này mình sẽ được bao nhiêu quả bi số 14 này. Để mình có một cái bi số 14 hiện lên mình sẽ cho anh em xem đây. Được 6.013 bi số 14 anh em à. Với cái số lượng bi này có vẻ là mình hên xui. Đây, mình ít 10 thử đây. Trời ơi, đen quá được có 4 trái anh em à. Cực đen luôn, cái đợt này tỷ lệ nó ra cũng cực khó anh em à. Như mấy đợt trước thì anh em như 3.000 đi, 3.000 bi thì anh em sẽ được khoảng cỡ 2.000 mấy bi rồi. Đổi là mở ra được thêm 2.000 mấy. Bây giờ 3.000 mà chỉ mở được khoảng cỡ 1.500 thôi, mất hết phân nửa, gần phân nửa, khoảng được cả 1.800 anh em, được khoảng 60%. Đó, bây giờ mình 10.000 mà mình được 6.000 thì mất hết 40% anh em, là mình còn chỉ được có 60% thôi. Tỷ lệ đợt này nó cũng khá là chua hơn đợt trước rất là nhiều. Vô số 3 đi, ok. Vô số 3 là có vẻ như là hên được một xíu rồi đó. Cái này là muốn vô được cái số 3 là cũng hơi bị khó nha anh em. Quay cái này hôm qua mình quay là vô bia nhiều cực kỳ đúng không anh em? Nhiều khi mà ở đây có bi số 3 với lại bi số 2 mình ít 10 nữa xem sao anh em. Đó, ok, 3, 10. Ngon lành luôn. Đó, lâu lâu phát hên 10 bằng 10 luôn. Hôm qua mình có quay mấy cái mà ra được đến 21 trái luôn anh em à. 20, 21 trái luôn á, cực kỳ hên luôn. Và có những cái quay không ra được bi nào, nó bù qua đắp lại cũng như vậy anh em. Nhiều khi ở đây mình có biết nhiều bi luôn nha, không biết quay sao kiểu gì đó anh em, mà nó không vô được một trái nào hết, đen như vậy đó anh em. Mình canh nhiều bi, nhiều bi số 14 trên đây mình mới ít 10 được, vậy mà nó còn không dính nữa anh em. Đó, nhiều khi mình canh ở trên này rất là nhiều bi luôn, vậy mà nó lọt kẻ sao hay thì ít 10 không ra được một quả bi nào luôn. Vậy đó, cực kỳ khó ăn. Đây, bây giờ mình sẽ ít 10 thử phát nữa. Ồ, 3, 6, 10, 12. Lời được 2 trái anh em à. Bù lại những cái lần mà mình quay không ra được trái nào. Để xíu mình xem thử hôm nay có cái sự kiện gì hay ho cho anh em xem đúng không? Cái sự kiện reset cái gói nạp nè. Ở trong này là có một cái code dành cho các bạn top 1 thuyền trưởng comment nhiều nhất, spam comment nhiều nhất. Trời, 6k9 comment luôn nè. Rồi mấy cái này comment nhiều khi lát Facebook nó quét spam cái là nó chặn mình comment luôn anh em. Mình ít khi nào mình chơi mấy cái sự kiện nào mà comment lắm, để không thôi nó khóa cái nữa mất công lắm, không có bình luận này kia được, khó chịu anh em. Cho nên là mình ít khi nào mình chơi mấy sự kiện này. Tên cậu trời, nãy giờ mới có quét được có 50 quả bi nữa. Để mình ít 10 thử phát đây. Trời, tới công chuyện luôn, được 4 trái anh em à. Cực kỳ tốn thời gian luôn nha anh em, cực kỳ tốn thời gian với cái dòng quay vô tận luôn đó. Nhưng mà tới cái sự kiện tầm bảo thì anh em có thể là quét nhanh được. Anh em khi mà anh em bấm vô ít 10 đúng không? Anh em bấm vô ít 10 anh em tắt cái anh em vô, cái anh em tắt cái là vô lại là được. Đó, khỏi mất công anh em đợi nó quét xong lại nó chạy xong. Cái sự kiện tầm bảo nha anh em, bấm ít 10 sau anh em mới tắt được. Còn sự kiện dòng quay vô tận này là không được nha anh em. Sự kiện dòng quay vô tận này anh em có thể nhấn cùng lúc ít 1 và ít 10 luôn. Đó, nhưng mà cái này là nó nó ra tùm lum hết, cho nên là không có chơi được nha anh em. Đây 2 2 2 2, rồi được có 8 trái à. Đó thì cái dòng cái tầm bảo là anh em có thể làm như vậy để mà có thể quét nhanh hơn. Tại cái tầm bảo này nó cũng không có reset bi rồi đó anh em, nó không có reset cho bằng tưởng lại, cho nên là anh em cứ x10 đi, x10 xong tắt, x10 xong tắt. Đó. Rồi vô lại cho nó quét nhanh xíu, đỡ tốn thời gian hơn cái dòng quay vô tận này rất là nhiều. Dòng quay vô tận này nếu mà ít bi quá anh em phải reset bằng cách là quay x1, quay x1 phải chi mà nó nhảy một phát vô luôn thì im, nó quay vòng tròn vòng tròn vòng tròn, nó hơi tốn thời gian của anh em mình xíu. Đây được 7-8 trái. Đó. Còn 200 để 5 bi nữa thôi anh em. Để mình xem thử bây giờ mình đã lên được 6001 chưa. Nổ hũ đi. Chưa một lần nổ hũ luôn anh em à. Cực kỳ buồn luôn, chưa một lần nổ hũ. Hiện tại bây giờ mình đã có 6071 rồi, chưa được 6001 nữa. Hết 200 bi này chắc mình được 6001 mấy anh em à. Đó, không biết anh em đã gom bi tới đâu rồi anh em. Để mình xem thử là hôm nay là mình xả được tổng cộng là được bao nhiêu bi. Với cái số bi này không biết là mình có thể chơi full sự kiện thâu tóm hay không luôn anh em à. Cực kỳ khó ăn. Nếu mà không ăn nổi thì mình chơi nhảy bật. Bật nào nhảy được mình nhảy hết. Đó. Mấy cái bật nhỏ 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 hoặc là bật nào không ngon mình nhảy hết luôn. Mình phải ăn cho full cái sự kiện thâu tóm đợt này mới được anh em ơi. Đã lỡ chơi rồi phải chơi cho full đúng mới được. Phải hôm bữa mình xả thêm mớ là được rồi, có 5 trái à. Xả thêm mớ bia nó là được rồi. 24 nè, 6 nè, đây 10 nè, 16 trái. Đó. Quỳ vốn cực kỳ xịn sò. Ok tiếp luôn em ơi. Trời, nó hay dừng ngay chỗ nổ hũ xong cái nó quay tiếp luôn anh em à. Đây 2 trái à, có 2 trái à, thôi bỏ qua ăn đi, hơi bị ngán. Để mà lên trên fanpage mình xem thử là có cái thông tin gì mới không. Lên trên group đi nè, vô trong group mình xem thử. Thôi buồn quá đi thôi. 10.000 mấy bi mà chỉ còn được có 6.000 bi thôi anh em à. Nông dân cày cuốc cũng lên được 100 tỷ được chiến nạp đúng 20k. Ồ cũng biết người ta. Cái này chắc cũng chơi lâu dữ anh em ạ. À. Nạp chỉ có 20k phải tích bia cũng phải chơi cũng cực kỳ lâu mới để lên được 100 tỷ đó. Ai vậy là ổn chưa các bác? Để mình xem thử. Ô Monkey D. Bia cũng nhiều anh em, chắc là đợt này chắc bỏ sự kiện hay sao à? Nông dân ít nạp này kia thì thua. Đây, VIP ha, hiện tại giờ là VIP 3. Bấm vào trong cái chữ lóc nạp nè, xem thử là nạp bao nhiêu tiền đây. Trái Akainu. Ủa, giờ đợt rồi không chơi sự kiện thâu tóm hay sao mà không có cái trái quỷ của cái con Mugia vậy ta. Đây, 9 trái. Tỷ lệ gà cũng hên xui quá anh em ơi. Tỷ lệ như thế này nhà người ta không chứ ra chứ lại. Ồ nhân phẩm dữ đó. Hôm qua mình cũng quay ra biết nhiều lần là toàn là ba cái bia với lại đá đột phá với lại vàng không anh em à. Cực kỳ nhỏ luôn. Tỷ lệ đợt này căng quá nè. Bác nào chỉ mình đi ải tinh anh 10.1 đi. Mấy ải tinh anh này chỉ có trâu bò có thể đi được thôi anh em, chứ không có cái cách nào khác hết. Đây 3 30. Ok về vốn. Khúc cuối rồi anh em à. Tới đây đi không nổi nữa, vẫn còn dư 36k ngọc. Ôi cái đá 36k ngọc mà đổi lấy nhiều đây đá đột phá. Ủa đá cổ ngọc thì 36k ngọc mà đổi nhiều đây đá cổ ngọc thì nó hơi bị phí anh em à. Đây tới đây dừng cũng hợp lý rồi. Đó. Cái này là gì ta? Phần thưởng bạn chưa đặt cược không có trong danh sách lần đầu. Ủa này đã gì trời, nhận 160k ngọc đi. Gia tài còn bấy nhiêu chơi hết à, vô ông rồi thua chắc. Hùng Kun nữa. Ủa nó có cái sự kiện gì mới gì ta, để mình xem thử. Giải đấu nè, có cái sự kiện giải đấu tiếp anh em à. Vòng loại để bây giờ thôi đợt này chắc không chơi đó anh em à. Khó ăn quá. Đợt trước đi theo, lần đầu tiên mình đi theo No Matter, và cái kết là như là cũng đi bụi, No Matter thua Kin. Và lần thứ hai mình theo Kin thì Kin cũng đi bụi, Kin thua đau. Đó, nói chung là cực kỳ khó ăn anh em mà. Nên thế là thôi đợt này mình sẽ không chơi nữa. Còn ôi trời ơi, nhóc bi chân vậy mà quay được có hai trái anh em. Đấy, nó đen, cực kỳ đen luôn. Mọi người ơi, tới hợp đầu hôm nay sao lại nay này reset như thế này là bị sao vậy? Mình nghĩ là AD nên thông báo trước vài ngày để cho anh em chuẩn bị chứ anh em. Đó, lỡ như có một số bạn vừa mới nạp đầu vô thì ngày hôm nay thì AD lại thông báo xong là qua ngày hôm sau là AD lại reset ngay và luôn. Để mình xem thử ấy. Như vậy thì mấy anh em khác ở đâu có kịp trở tay anh em à. Đó, phải thông báo trước 3 ngày để cho mấy anh em khác chuẩn bị. Tại vì có một số người vừa mới nạp đầu xong, mình có đổi thẻ cho một số bạn nạp đầu đây. Đó, vừa mới thông báo ngày hôm qua xong là bữa nay reset ngay và luôn anh em à. Đó, bởi vì để thông báo 20 tối nay lên đi ngày nữa cho mình, nó không có nói là đền bù hết. Có một số bạn vừa mới nạp đầu xong chưa kịp nhận xong mấy cái gói quà nữa là coi như là đứt bóng anh em à. Vậy mình nghĩ là phải thông báo trước khoảng 2-3 ngày để cho mấy các bạn nó nhận phần thưởng xong hết rồi mới bắt đầu tiến hành reset cái gói nạp đầu lại, nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều anh em. Cái này thông báo xong mà reset ngay và luôn thì thua luôn rồi. Đây, tiếp tục luôn. Để mình xem thử. Ui, cái bạn này 6.712 quả bi luôn anh em à. 6.712 bi số 14 luôn. Trời, 12.344. À, thì ra là bạn này tốn khá là nhiều bi số 13. Mình 10.600 mà mình được 6.000 mấy hả? 6.140. Thua bạn kia một ít. Đúng ra là cái tỷ lệ nó cũng na ná nhau anh em ạ. Cũng xê xích nhau. Đây, 1, 1, 1, 1, 4 với 2, 6, 4 là 6, 8, 10, 11, 12, 14. Không, tính ra nó cũng nhiều. Tại đa số bị số 1 không à. Migigi, Hùng Kun 10,23. Ôi, 10.230 tỷ được chiến. Hùng Kun cực kỳ xịn sò luôn anh em à. Mấy anh em bây giờ đã lên được chiến khủng khiếp quá. Anh em đừng có thấy được chiến to mà đi theo nha anh em. Thưởng giải đấu hạng 32. Ồ, có cái danh hiệu nữa. Đợt này mình quên tham gia đấy anh em à. Thưởng dự đoán vô địch. Trời, bạn đặt cược không có danh sách thi đấu lần này. Ủa, có đặt cược nữa ta, mình sao mình không hay vậy? Mấy này lo lay quay này kia quên để ý trên group với lại trên fanpage nữa anh em à. Không nổi 1.200 nữa. Không biết là có anh em nào dự đoán không ta. Trời ơi, gì hấp dẫn gì nữa. Ôi, tua qua anh em à. Mod up cái hình gì là chết anh em à. Ở đây toàn là được gựa không à. Không biết là đa số là chắc là ế với lại độc thân. Mà bức hình như thế này thì căng thiệt chứ. Có cách nào để khắc chế được cái con Nami God không? Phải nhà đánh một phát nó ẩm thân. À, cái này anh em có thể là sử dụng mấy con mà như con ai cũng được, ai hoặc là có thêm mấy con chón nữa. Ví dụ như con nên thay con gì ta, bỏ gầu trắng ở đây nè, mà bỏ gầu trắng ra, nếu mà có gáp thì thay gáp cho nó sẽ êm hơn, để cho nó chón. Chứ con gầu trắng mà anh em chưa thức tỉnh mà anh em cầm vô cũng như không. Đây, Inel cũng vậy anh em à. Inel, bỏ Inel thay Nami God luôn đi. Đây, chưa có thức tỉnh gì hết mà đem vô xài thì nó cũng hơi phế phế một xíu. Bỏ Marco ra, bỏ Inel đi, bỏ Inel ra. Inel mà chưa thức tỉnh thì cũng như không thôi anh em. Marco thì cho nó hồi sĩ khí nhanh để mà nó chơi cái trái quỷ thì cũng được. Gắn cái trái Kage hoặc là trái của Akainu, gắn trái của Mugia hoặc là trái của Akainu vô anh em à. Đây, hai trái đó vô cho cái con Marco nó, tại Marco nó có khả năng mà hồi sĩ khí nhanh. Vì vậy mà anh em gắn vô để cho nó hồi nộ liên tiếp để mà chơi kỹ năng của trái quỷ này kia kiểu cũng khá là ngon. Ôi, được 2.952 bi nè. Ít 10 thử. Ôi trời, được có 5 trái anh em à. Còn có 56 bi nó kết thúc rồi. Để mình xem thử ai đặt cược cho idol Hùng Kun giơ tay lên dự đoán vô địch. À, mới bắt đầu đặt cược thôi anh em à. Ôi, ông này ổng dồn 40 mấy ca ngọc. Ở trên kia có một số anh em dồn cả 100 ca ngọc luôn. thua thì đi bụi, còn win thì còn thua thì ra đảo chung cho nó vui. Ở đây chắc là để xíu mình soi thử, xem thử là trên group này mấy anh em bình luận như thế nào đây. Hay còn 53 trái nữa thôi, cố gắng mình phải tập trung, mình sẽ quét cho xong hết đi anh em. Còn 53 bi nữa thôi, tốn thời gian cực kỳ đó anh em à. Đấy, đừng có giỡn với cái dòng quay vô tận này. Nếu mà những anh em nào mà không có tập trung quét này á là coi như là đứt bóng hết. Con số anh em cứ để x10 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 ra không là coi như là đi bụi hết. Đây 1 2 3 4, trời ơi có bi số 2 bi số 3 mà nó không ra, mà nó ra toàn bi số 1 không. Ây cha, 2 phát. Để mình xem được thử mình được bao nhiêu bi số 14 ở đây. Đó, chị mình nhảy kế bên luôn mới ghê chứ. 6172 rồi anh em à. Nhiều đây chắc không có thể nào mà nhảy lên được 6200 được. Phải lên 6200 luôn thì đẹp luôn anh em. Để mình cố gắng mình xx1 nhiều lần xíu em, biết đâu được phát cuối mình ra được nhiều cho anh em, mà được 20 trái hay sao. Ui vậy mà nó cũng nhảy qua kế bên được, cũng hay thiệt chứ. Để mình thử x1 thử. Mình còn được 28 lượt nữa anh em à. Nổ hũ đi. Trời ơi toàn bi số 1 không luôn nè. Để mà mình canh khoảng mình quay sao mà cho nó ra được thêm 2 lần x10 nữa là đẹp luôn anh em. Để mình xem thử cái này thử đây. Trời ơi 121. Thôi luôn. Để mình canh cái nào mà nó nhiều bi xíu, mình x1 còn 6 lượt nữa nè, 6 lượt nữa. Ôi còn 5 lượt quay thôi mà nó reset kiểu này chắc là không chơi nổi hoặc không đú nổi 2 lần mà khoảng cỡ 10 mấy trái quá anh em. Giờ này mà còn vô vàng ấy nhiều nè anh em. 2211 kệ x10 đỡ luôn đi. 246 tới công chuyện luôn. Ở đây là 23 cũng được, 23 cũng được. Để mình test nhân phẩm thử ấy. Rồi luôn, có 5 trái anh em ơi. Xong phiên luôn. Bây giờ còn 4 trái nữa. Mình chừa 1 trái thì mình để dành làm kỷ niệm đi. Rồi luôn, xong phiên thôi. Chừa lại 3 trái thì để xíu rảnh mình vô mình quét sau. Ok. Để mình xem thử bây giờ mình được bao nhiêu cái bi rồi đây. Để mình xem thử. 6183 bi số 14. Đó. Mình đã xả hết là 10610 quả bi 13 đó anh em ạ. 10610 quả bi số 13 mà mình được 6183. Mình bị mất hết 4000 bi. Đó, mình bị mất hết 4000 bi và mình đã nhận hết mấy cái phần thưởng ở trong này luôn rồi. Để mình xem thử. 171 cái bản đồ bí ẩn ha. Chắc là đủ có thể thức tỉnh được con Akainu á. Thức tỉnh Akainu lên 7 sao nên mà. Bây giờ mình xem thử là bùa hình xăm nè, đá 7 màu, đá truyền thuyết với lại đá thiên phẩm. Đó. Thêm 514.000 đá đột phá đây em à, 514k đá đột phá. Đó, sắp tới mình sẽ đột phá hết cái dàn trang bị lên luôn. Thêm bùa hình xăm 4 sao, túi linh hồn. Để mình xem thử còn gì để mình có thể đập phá được hay không. Bùa rèn siêu cấp 2003 SB trận pháp rồi ta. Ủa đợt này nó không có cho SB trận pháp đó ta. Để mình vô trong cái trận pháp mình xem thử ấy. 51.985 cái SB trận pháp. Với lại cổ ngọc. Nãy mình quên xem thử cổ ngọc, để mình xem thử trong này luôn đi. 118.137 cái đá cổ ngọc anh em à. Đợt này mình có thể là mình đột phá được cái thiên thư hải tặc lên này nè. 90.000 với lại 30.000 ngọc mình mới thể đột phá lên được cái bậc tiếp theo. Khá là tốn anh em à. 90k luôn, 90k mình có thể mình đột phá lên được 245 này. Đó, bây giờ mình đột phá lên để mà có thể là lên được 6 sao đó ta, 6 sao. 90.000. Đó, lên 6 sao anh em à. Khá là tốn kém. Mong là cái đợt sự kiện thâu tóm ác quỷ đợt này mình ăn xong mình có thể là đột phá lên được khá lực chiến thôi anh em. Rồi ok, nãy giờ video nó cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây thôi và hẹn gặp lại trong video tiếp theo về cái tự đảo kho báu này. Và anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra nhiều video hơn cho anh em xem nha anh em. Và anh em Nhớ để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của anh em và cho ra những video hay hơn, chất lượng hơn để cho anh em cùng xem nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ và giữ gìn sức khỏe trong cái mùa dịch này nha anh em. Tạm biệt anh em.